Chuối đẹp nhất chợ này đấy. Con hàng quái nhỉ. Này về chơi mới hay này. Toàn cây ôm đá tự nhiên. Đáng rồi, lại bán hàng được rồi. Rồi mưa tầm tã. Giờ hơi bốc đồng lại mua cái cây của ông Công rồi. Mà giờ hơi bốc đồng lại mua cái cây của ông Công rồi. Không chở được về đây. Bà giờ ơi, đi mua mất cái cây của ông Công mà mấy tí không chờ được. Không đến cái đầu kìa. À, xanh. Thì Kinh Châu. Kinh Châu à? Vâng. Giờ đi làm lại chờ cái cây đi, giờ hơi quá anh. Anh à. Anh. Anh đứng chờ. Đấy. Siêu đẹp rồi, phải ra đây. Rất nhiều chuối quái. Này chắc chỉ đi một vòng chợ gần gần đấy chứ mưa lắm, mưa từ tối hôm qua giờ chả có ai đi chợ rồi, một số người đi thôi. Chị giờ bán cả súng rồi. Ghê đấy. Đây. Dưới khai thác. Đây bé tí thôi nó. Đẹp này. Nắng cái lại. Nắng cái lại có người đi chợ ngay. Này, hay đấy. Dưới trên núi nó thế. Đẹp đấy. Mini, siêu mini. Có 3 triệu cục chuối thôi, rẻ quá. Có 3 triệu cục chuối thôi. Xương cá. Sang bên nhé. Đằng kia xem. Đấy, nơi chợ chẳng có gì. Vọng cách à? Vọng cách. Vọng cách. Vừa chơi vừa làm thuốc. Vừa ăn lá. Vọng cách thì bao tiền ạ? Khách 3 tiền. 2 triệu.
bao nhiêu? Đỡ phải tưới. Thế còn nguyệt quế này? Nguyệt quế là bé nhỉ? Siêu bé. À, nhìn mà không biết là tưởng ngâu nhưng có hoa nhìn biết ngay. Và ai mà không có cái hoa thì nhìn được tưởng ngâu. Nhưng mà nguyệt quế. Nguyệt quế lá nhỏ. Lá bé đi. Nguyệt quế lá nhỏ. Nước luôn. Lúc chợ phiên lại mưa này, buồn. Không may là tạnh rồi. Vâng, ở đây thì có dây này thôi chứ không có dây đen. À. Đấy, bỏ cách. Khỉnh khạng lại tán được mình mua cây rồi. Bảo khỉnh khạng tán được mua cây rồi. Về được rồi. Công kìa, vừa mua cây của Hồng Kông mà. Cái chân trâu. Chán nhỉ, ít cây quá. Đấy, chợ này như ngày bình thường, chả phải phiên gì cả. Đấy, bây giờ có người. Ôi, xúc cây này rồi nhỉ các bác ơi. Mưa gió, vừa nãy mưa ảm đạm lắm. Vừa nói chuyện với ông anh lại xúc cây này chưa. Sao? À. Nay vắng này mày ra chợ. Đấy, bác Đỗ Sinh đây à. Nhìn là biết đấy. Hàng mới ra. Con đấy làm chậu thật mỏng. Làm bên trong chú chủ. Nhưng mà cái đoạn dưới này thấp quá. Đoạn cong này thấp quá. Chậu mỏng dính cơ. Nhưng mà nó hơi dối. Con này phải bấm nhà mua tiền này. Để nếu mà vì cái đoạn cong này nó ngắn quá thì phải bỏ cái kia đi. Cho nó cao lên. Bỏ mấy cái rườm rà dưới. Buông thì phải buông ở trên nhưng mà buông khắp cả người cái kia. Như buông màn. À. Khắp mình. Khắp đất nước đi. Tất cả miền Nam miền Bắc không chịu quên nhà mình. Không chịu quên gì mà mình. Triển lãm này. Đấy, vừa thanh hóa về đó. Đúng rồi. Ngày giờ ông có mỗi cái việc. Giờ ông ấy có mỗi cái việc đấy mà. Sung của anh Công ơi. Hãy
ba cô sinh cũng đang quay cây ông Lập. Thôi tôi lấy cái kênh trâu rồi. Mơ ước lâu rồi đấy, không phải mơ ước đâu nhưng mà dự đắn đo thì là nó bể nó hơi dối tí. Nó như là ổi quá, đam mê nhất là cái da của nó, thứ hai là cái lá canh trâu này đỉnh cao. Về dân Trung Quốc chơi rất nhiều canh trâu mà họ chơi rất là đẹp. Không bao giờ dung cảnh. Vâng. Quay lại mới có việc làm. Đấy, bác cũng xin mới đang quay đây. Xong rồi phần trên đang làm. Cổ hơi ngắn nhỉ. Ừ. Một con cá mập. Đây là nằm bông máy bay này đẹp này. Xong gạt thì đẹp lắm. Đúng rồi. Nhưng mà là thằng này thằng này phải nhiều năm nữa. Còn thằng bên trong ấy. Này nhiều năm nữa. Đấy, cổ hơi ngắn hơi thót. Đấy. Cổ hơi ngắn hơi thót. To hơn người bình thường hôm nay. Đấy, và cổ sinh này.